Tránh bão trên biển, điều này có lẽ đã quen thuộc với ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ và với cả những chuyến tàu vận chuyển hàng hóa. Thế nhưng tránh bão ở đâu và tại sao lại có những vùng tránh bão trên biển thì không phải ai cũng biết. Phía nam khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa của Việt Nam hiện có hai vùng tránh bão mà ngư dân hay gọi là âu tàu tránh bão. Một tại đảo Sông Tử Tây, một tại đảo Chìm Đá Tây. Nhờ những âu tàu tránh bão này mà ngư dân yên tâm hơn mỗi khi đánh bắt xa bờ vào mùa biển động. Ở nơi mà chỉ có nước biển và bầu trời, không khó để có thể phát hiện ra âu tàu tránh bão. Nước trong âu tàu tránh bão xanh hơn, sóng biển trong âu tàu tránh bão hiền hòa hơn. Sự hiền hòa trong hồ trên biển có được nhờ dải san hô hình vòng cung được thiên nhiên ban tặng. Diện tích của nó rộng khoảng hơn 30 cây số vuông. Ngay trong cơn bão số 1 vừa qua, hàng chục tàu thuyền đã vào vùng hồ này để tránh bão nhờ sự hướng dẫn của các chiến sĩ trên đảo Đá Tây. Khi mà có bão hoặc thiên tai trên biển thì tất cả tàu cá ngư dân người ta đều chạy về đây là tránh trú bão và thậm chí là cả cứu hộ cứu nạn. Như trong năm 2012 thì đơn vị đã hướng dẫn cho các tàu cá của ngư dân ta vào tránh trú bão an toàn trên 200 lượt. Âu tàu tránh bão tại đảo Chìm Đá Tây còn là một điểm cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá để phục vụ ngư dân đánh bắt hải sản xa bờ. Sự phát triển của khu vực hậu cần nghề cá này khiến nó được mệnh danh là thủ đô của các đảo chìm. Chúng tôi gồm như là cung cấp nước ngọt miễn phí cho ngư dân. Cái thứ hai là sửa chữa tàu thuyền hư hỏng miễn phí tiền công. Với những ngư dân tàu thuyền hư hỏng khi mà vào đánh đảo là có đội sửa chữa, chúng tôi sửa chữa miễn phí tiền công. Thứ ba là cung ứng nhiên liệu, lương thực, thực phẩm theo giá mua tại đất liền. Thì tiếp tục nâng cao cái chất lượng phục vụ đối với ngư dân, làm sao cho bà con ở các tỉnh như Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, rồi các cái tỉnh như là Bình Thuận, bà con đánh bắt ở đây cái ngư trường nó rất là quen và thuận lợi. Thế thì người ta cũng yên tâm và tin tưởng vào cái sự phục vụ của bộ đội, hải quân cũng như là cái lực lượng của trung tâm dịch vụ cần nghề cá. Đối với ngư dân đi biển, những cơn bão luôn là nỗi hiểm nguy rình rập cuộc sống và tính mạng của họ. Với những âu tàu tránh bão như ở sông Tử Tây hay đảo Đá Tây thuộc quần đảo Trường Sa, mỗi khi gặp bão, những con thuyền ra khơi đã có nơi neo đậu bình yên.